Hôm nay cũng là ngày kết thúc cái tuần tịnh tu đầu tiên trong đạo tràng của chúng ta. Vậy như vậy cái tuần vừa rồi mình đã nếm được cái hương vị của tịnh tu. Mình thấy mình có được một tuần an tịnh không ạ? Và cũng nếm được cái hương vị của việc tu miên mật trong một ngày thiền kinh hành với nhật ký liên tục như vậy. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, thì cái việc tịnh tu khi tổ chức liên tục vì sao á, từ từ mình sẽ thấy được nhiều lợi ích hơn nữa. Thì tới hôm nay cũng là nhóm thứ hai của mình ha, nhóm cô Hạnh Đức cũng bắt đầu vào tịnh tu. Thì con cũng mong nhóm của mình nỗ lực tu tập ha. Trong tuần tịnh tu đó là tuần mình hưởng phước, hưởng phước báo. Hướng phước báo là mình được khoảng thời gian yên tĩnh ngồi tu, chỉ có tu thôi, thiền kinh hành, thiền kinh hành, rồi mình có pháp để tu. Pháp tu của mình rõ ràng, việc ăn uống thì mình không phải lo, tới giờ ăn thì là mình đã có sẵn thực phẩm để mà dùng. Đi vào từng tịnh tu mình phải thấy niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm hân hoan. Tu được hay không được trong từng tịnh tu đó, không trầm nhiều hay không trầm ít, là tùy duyên. Tùy duyên tâm mình cứ nhẹ nhàng, hoan hỷ, hân hoan. Mình nỗ lực tu tập. Con thấy chúng ta tịnh tu nhưng mà con rất là vui. Con thấy chúng ta được tập trung lại, được tịnh tu. Một ngày ngồi thiền được 6 thời, trình pháp nhận diện ngũ uẩn. Con thấy cái khả năng tiến bộ của chúng ta sẽ rất là nhiều. Cho nên là trong cái phương pháp tu này, cách thức tu của mình như vậy, con thấy rất là có lợi ích. Và con cũng rất mừng, vui vì trong cái mùa dịch như thế này mà mình có thể tu tập được như vậy. Nếu mà không suy nghĩ cách tổ chức cho chúng ta tu thì sẽ kéo dài tới cả một năm mấy nữa, mình bỏ luôn cái việc tu học thì tất cả sẽ chìm xuống. Thành ra khi vào trong tuần tịnh tu phải hoan hỷ lên. Là khi mình ra tuần tịnh tu mình có hoan hỷ không? Hoan hỷ không? Hoan hỷ không? Hoan hỷ lên. Tại sao hoan hỷ? Thì ra tuần tịnh tu mình được làm những công việc, làm bếp, quét dọn vân vân, và để cho những vị tịnh tu họ an tâm họ tu học, rồi họ có đầy đủ những cái thực phẩm trong cái ngày tịnh tu của họ, thức ăn thức uống đàng hoàng. Thì như vậy khi mình ra tuần tịnh tu mình lại làm gì, được cơ hội làm gì? Kiếm phước, phải không? Kiếm phước. Mà phước ở đây được làm việc, được phụng sự, được phụng sự cho những vị đang tịnh tu, chuyên tu, tập trung tâm vào trong sự tu, mà không phải tu tà pháp. Đây là tu chánh pháp. Thành ra cái việc phụng sự của chúng ta, phước báo sẽ rất là lớn, rất rất là lớn.
tìm một hội chúng, tìm một cái đạo tràng và có cái sự tịnh tu hay đúng chánh pháp như vậy để mà được phụng sự, được phục dịch, được chăm lo cho sự tu học của họ là một điều khó tìm đó, phải không? Khó tìm một hội chúng như vậy để mà mình được phục dịch, phải không? Được phụng sự, phải không? Thành ra ra khỏi tầng tịnh tu đến cái tầng là tầng kiếm phước. Kiếm phước. Mình hoan hỷ hân hoan lên. Mình đi xuống dưới, mình làm bếp, mình hoan hỷ hân hoan. Mình nghĩ là trên kia các vị đang ngồi thiền thanh tịnh. Phải không? Các vị đang nỗ lực chiến đấu với lại bản thân mình, chiến đấu với lại lậu hoặc, chiến đấu với hôn trầm, chiến đấu với vọng tưởng. Các vị đang là những người chiến sĩ trên sa trường. Mình là gì? Hậu phương. Phải không? Mình đang hỗ trợ cho những người chiến sĩ đó chiến thắng được vô minh, chiến thắng được lậu hoặc. Thành ra mình làm việc với một lòng hoan hỷ hân hoan. Đôi khi trong dòng sinh tử này mình chưa từng được phục dịch những con người hướng thượng, hướng thiện như vậy. Nếu mà đã từng phục dịch thì bây giờ đâu ngồi đây nữa, phải không? Thành ra hết từ định tu xuống làm lao tác, làm bếp, phải hoan hỷ hân hoan. Hoan hỷ hân hoan mình được nấu nướng, được quét dọn, được phục dịch, được làm cho những vị tịnh tu họ có một sự yên tâm cho họ tu học. Thành ra mình xuống từng tịnh tu mình cười tươi, kiếm phước tiếp. Kiếm phước tiếp. Mình nghĩ mình đang làm bếp ở đây, trên kia người ta ngồi thiền thanh tịnh, được phục dịch cho họ, được cúng dường cho họ, được quỳ lại với chân họ là điều ao ước, điều ao ước chân chánh của những người con Phật. Thành ra mình hoan hỷ lên, hoan hỷ lên, thân hoan lên. Còn cái từng tịnh tu là vừa hưởng phước mà cũng kiếm phước nữa. Vừa hưởng phước mà kiếm phước. Hưởng phước là đầy đủ cơ sở vật chất, thức ăn, thức uống buổi sáng, buổi trưa cho mình ăn, không phải lo thiếu thốn, không phải đi khất thực. Chuyên tịnh tu. Và trong khi tu tập lại là lúc tu tập phước về, phước về sự tu tập, phước về bố thí nè, phước về giới đức nè, phước về tu tập. Đó là ba phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự là ba sự nghiệp tạo phước, ba công việc tạo phước. Khi mình đang tu tập là mình đang tạo phước. Thành ra cái khi tu á, tịnh tu là vừa hưởng phước vừa tạo phước. Sướng không? Như vậy hưởng phước mà nó không mất phước. Không mất phước. Người thế gian người ta hưởng phước là người ta mòn cái phước báo của người ta. Còn mình hưởng phước nhưng mà lại đang tạo phước mà. Chỉ cần mình nỗ lực tu tập. Không nói là cái sự tu tập đó của mình là mình bị hung trầm nhiều hay vọng tưởng nhiều, không sao. Mới tu vào trong ngồi thiền, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng cái sự nỗ lực tu tập, cái sự tinh cần, tinh tấn tu tập của mình, đó là cái điều tạo ra phước báo rồi. Thành ra cái từng tu tập, cái từng vừa hưởng phước, vừa kiếm phước ngon lành. Ngon lành. Thì như vậy vào tịnh tu mình cũng đầy hoan hỷ, mà ra tịnh tu mình cũng đầy hoan hỷ. Phải không? Quá vui. Quá vui. Quá vui. Từng vừa rồi tôi được hưởng phước nhà quý vị làm cho tôi có những cái sự an lòng, những bữa ăn, gọi là những cái bữa ăn đầy đủ trong cái đời sống tu hành của mình. Từng này tôi được ra tịnh tu, tôi được làm trở lại, được dâng hiến, được dâng cúng trở lại và hỗ trợ với quý vị tu tập. Một sự hỗ trợ qua lại với nhau, hài hòa mà cả hai bên đều có phước. Vui không? Quá vui phải không? Quá vui. Niềm vui này lớn không?
Con không biết chúng ta thấy lớn không, mà đối với con nhìn thấy niềm vui này lớn lắm. Lớn lắm. Lớn lắm trong dòng sanh tử này. Trong dòng sanh tử này đã có bao giờ mình được có một cái sự tịnh tu như vậy không? Theo đúng pháp hay không? Có bao giờ mình được mà nấu nướng, quét dọn, phục dịch cho một hội chúng, họ tịnh tu trong sự thanh tịnh không? Chưa chắc là có được. Và phước báo của những việc làm này, của sự tu tập này là rất lớn. Rất rất lớn. Cô thấy con rất là hoan hỷ. Chúng ta hoan hỷ không? Hoan hỷ lên. Phải hoan hỷ lên. Vui vẻ lên, hân hoan lên. Hạnh phúc lên. Lúc nào cũng được những niềm hạnh phúc lớn. Lúc nào cũng có phước. Tịnh tu có phước. Hết tịnh tu ra làm việc có phước. Sướng quá. Sướng quá. Thành ra mình nỗ lực tu tập ha. Ngày nào đó khi đủ duyên. Sẽ có những vị hát những khúc khải hoàn ca. Có thể không ạ? Có thể không? Ngày nào đó một trong những vị, không phải một mà nhiều vị, sẽ hát khúc khải hoàn ca, khúc chiến thắng ca, khúc ca chiến thắng vĩ đại nhất trên cuộc đời này, chiến thắng vô minh, chiến thắng lậu hoặc, đạt được lậu tận, là bậc A-la-hán ở trên đời này. Được không? Được chứ. Điều đó nằm trong lòng bàn tay của mình nè. Nằm trong lòng bàn tay của mình nè. Pháp có rồi. Thầy hướng dẫn có rồi. Điều kiện tu tập có rồi. Sức khỏe ổn định có rồi. Không nói vị nào sức khỏe ổn định nha. Sự tu nằm trong lòng bàn tay. Ngũ quẩn nè. Nằm trong lòng bàn tay của mình nè. Không có xa đâu. Ngũ quẩn nằm ở trong này nè. Trong cái sự kiểm soát của mình. Đâu có kêu mình lên trời hái trăng đâu. Phải không? Đâu kêu mình đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn đâu. Không có. Ngay trong tự thân này ngồi nhìn xuống, chăm chăm nhìn vào trong nội tâm của mình. Nhìn các lậu hoặc. Nhìn ngũ quẩn hoạt động như thế nào. Nhìn thấy lậu hoặc hoạt động như thế nào. Diệt tận, diệt tận, diệt tận, diệt tận, diệt tận, diệt tận, 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 tận. Hết. Tập trung tối đa. Cái thiền, kinh hành, viết nhật ký, nhận diện ngũ quẩn. Rồi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hoạt động như thế nào. Thấy như lý thất ý nhiếp phục. Quyết đối diện với lại các lậu hoặc. Một đời này phải diệt tận được lậu hoặc. Mình có khả năng, mình có sức khỏe ổn định mà. Không có bệnh nặng nhiều như con, không có ói mửa như con, không có đau đầu như con. Thì mình có quyền ước muốn chứ. Quyết tâm. Mình quyết tâm. Nhưng mà phải nỗ lực. Pháp có rồi, con nói chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có được gặp dòng pháp này, không có được nghe giảng chính xác đúng ở trong cái dòng pháp này, chân chánh về cái dòng pháp này, thì cái việc đạt lậu tận của chúng ta là gọi là hảo quyền diễn vong. Khi chúng ta được gặp dòng pháp này, được hướng dẫn tu tập rõ ràng chính xác, đến ngày giờ này ít nhiều đã nhận diện được ngũ quẩn. Chỉ cần chúng ta có một điều kiện được chuyên tu, được tịnh tu, được hướng dẫn tu chính xác những pháp mà làm sanh khởi những cái thiện pháp để mà diệt tận những cái bất thiện pháp của nội tâm của mình, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng đi đến sự chứng đắc lậu tận. Thành ra có quyền ước muốn. Có quyền ước muốn. Ước muốn là mình có gì rồi? Có gì rồi? Đúng rồi. Mình có dục như ý túc rồi. Rồi bây giờ mình ước muốn xong rồi cái mình nằm ngủ hoài hay sao? Phải không?
mình phải có sự tinh cần tinh tấn lên. Khi mà mình nuôi dưỡng, mình phát triển được cái lòng tinh cần tinh tấn của mình một cách chân chánh đúng pháp. Tinh cần tinh tấn không có nghĩa là trong lòng nó thúc giục, nó háo hức hay là nó rạo rực hay là nó muốn. Không phải, đó là tinh cần tinh tấn, đó là dục. Tinh cần tinh tấn ở đây là hành trì liên tục, miên mật. Liên tục nhưng mà thường hằng, hiểu không? Duy trì nội tâm của mình ở trong một sự thanh tịnh nhẹ nhàng, chứ không có một sự bức xúc. Sau khi đặt ra ước muốn là dục như ý túc xong rồi, mình bắt đầu có một kế hoạch tu tập với một cái nội tâm bình tĩnh, định tĩnh, luôn quay về nội tâm nhận diện ngũ uẩn của mình. Luôn quay về nội tâm nhìn lại ngũ uẩn, nhận diện những rắc bẩn trong tự thân của mình. Luôn quay về và miên mật quay về thì đó là tinh tấn như ý túc. Chứ không phải nói tinh tấn như ý túc là cái người của mình bức xúc. Làm cái gì cũng hấp tấp, làm cái gì cũng vậy, cũng không có cái sự bình tĩnh, không phải. Tinh tấn như ý túc là một cái sự nỗ lực tinh tấn, siêng năng miên mật, nhưng mà điều độ ổn định trong nội tâm, chứ không phải là một sự bức rứt của tâm. Mình hiểu không? Duy trì một cái sự ổn định điều hòa trong tâm, cứ mỗi một ngày như vậy, thiền kinh hành nhật ký, thiền kinh hành nhật ký, thiền kinh hành nhật ký, nhận diện ngũ uẩn, theo sát từng hành vi, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, gương mặt của mình. Nội tâm như thế nào, theo sát, quán chiếu, nhận diện liên tục, không cho phép nó qua mặt mình. Lậu hoặc nào sanh khởi bên trong là thấy biết, nhiếp phục diệt tận. Và cái quan trọng nữa là đừng có nghiệp chướng. Không phải là một người có nghiệp chướng, không rơi vào trong 33 pháp, mà làm cho mình không thể vào được dữ luôn. Thì khi không bị dính vào trong 33 pháp đó, mình khởi lên một cái ước muốn, mình khéo một cái sự tinh tấn, miên mật, liên tục, thường hằng, vừa phải điều độ, không tạo ra một cái áp lực cho tâm, không tạo ra một cái sự bức xúc cho tâm, không đòi hỏi cho tâm phải dày phải khác, mà luôn an tịnh lắng dịu nhìn vào nội tâm, an tịnh lắng dịu nhìn vào nội tâm, nhận diện sắc thọ tưởng hình thức đang như thế nào, thực hiện những cái pháp quán để diệt thân kiến, diệt bản ngã. Khi thành tựu pháp quán diệt thân kiến, diệt bản ngã, bắt đầu tiếp tục liên tục nhìn vào trong ngũ uẩn để phát hiện những lậu hoặc còn tàn dư ở trong đó, đối diện với trạng thái hôn trầm, đối diện với trạng thái vọng tưởng, đối diện với những cái trạng thái dục còn tàn dư, ái còn tàn dư, đối diện với nó, thấy nó rồi, quán chiếu, nhiếp phục diệt tận. Làm liên tục như vậy, không có cho phép mình gọi là đứt đoạn cái sự công phu tu tập đó của mình. Liên tục như vậy trong sự tu tập, thì như vậy mình có cái tinh tấn như ý túc rồi. Sau đó là sao? Mình luôn để tâm trong, vào trong những cái buổi thiền của mình, không có cho tâm dẫn dơ, buông luôn phóng dật. Kinh hành, viết nhật ký, tất cả đều phải để tâm vào trong từng cái công việc của mình, thọ nhận từng cái công việc, từng cái việc làm của mình, tâm để vào trong công việc, không có để cho tâm dẫn dơ, luôn tập trung tâm vào trong cái sự hướng nội quay về tự thân của mình, để tâm vào trong đó, thọ từng cái hành động, từng cái sự tu tập của mình. Là khi đó mình đã có tâm như ý túc rồi, tâm không có sao lãng, tâm không có thất niệm, tâm không có phóng dật, tâm không có buông luôn. Như vậy mình đã có tâm như ý túc. Và tiếp tục sao? Trong những cái buổi ngồi thiền quan sát, buổi hôm nay mình hôn trầm quá, hay buổi hôm nay mình bị vọng tưởng, hay là buổi thiền hôm nay mình có những cái vấn đề đau chân, vấn đề gì khác, suy nghĩ cách làm sao để khắc phục được cái vấn đề này. Hoặc là thưa hỏi tìm những cái cách như thế nào để mình có thể khắc phục được cái trạng thái tâm của mình. Trước những cái khó khăn trong sự tu học của mình phải suy nghĩ để tâm vào trong đó, để bạn tìm cách
khắc phục những cái điều đó, đó là mình đã có tư duy như ý túc. Chứ không phải ngoài cái giờ ngồi thiền ra là mình để cái tâm mình dẫn dơ đồ đông đồ tây nào nọ. Xong cái giờ ngồi thiền là suy nghĩ lại là buổi ngồi thiền hồi nãy mình ngồi như thế nào, và có những cái điều bất lợi như thế nào, có những cái chỗ không có được an tịnh tâm như thế nào, và mình cần phải làm gì để buổi thiền sau của mình không bị cái trường hợp đó nữa. Đó là mình để tâm vào, để tâm vào trong cái sự tu của mình, quan sát sự tu của mình coi nó có những cái rắc rối, những cái gì nó không ổn. Và mình suy tư tìm cách để khắc chế nó, khắc phục nó. Như vậy là đầy đủ tứ như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc, tư duy như ý túc. Có chỗ nói là thẩm như ý túc, là thẩm sát. Thẩm sát cũng là xem xét. Tư duy ý túc đây là tư sát. Tư sát, tư duy quán sát cái vấn đề đó để mà tìm cách giải quyết đó. Thì chỉ cần mình chuyên tâm vào trong đó thôi. Sự tu học trí về ngũ uẩn của mình đã là một cái sự tu học chân chánh rồi. Đúng về ngũ uẩn rồi, không có hiểu biết sai về ngũ uẩn. Mình đã có một cái pháp chân chánh, một cái đường lối tu chân chánh. Tại sao lại không có quyền ước mơ? Phải không? Nỗ lực cố gắng. Phải đạt được. Phải đạt được. Thế đạo tràng của mình đặc biệt không? Thành ra khi tu mình cũng phải quan hỷ, tịnh tu quan hỷ. Mà ra ngoài tịnh tu quan hỷ, làm việc quan hỷ. Mình được làm việc, mình được cúng dường, vui quá đi chứ, phải không? Cố gắng ha. Pháp có rồi. Người hướng dẫn pháp cho mình biết chính xác về pháp có rồi. Mình lại có một cơ thể ổn định, điều hòa, sức khỏe. Chỉ cần mình khởi lên ước muốn. Phải khởi lên được một cái ước muốn mạnh mẽ, phải đạt được lậu tận ngay trong đời này. Mà điều đó hoàn toàn có khả năng. Hoàn toàn có khả năng. Mà một khi ra cái mục tiêu đó cho mình rồi, thì những cái việc hơn thua một hai cái lời nói trong đạo tràng là chuyện con kiến rượu. Kiến rượu á? Không phải kiến lửa hay kiến vàng hay kiến gì đi. Không phải. Chuyện con kiến rượu. Không có đáng để mình nói tới, nói lui với nhau, để buồn vui với nhau ba cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Không có đáng nữa. Cứ biết rằng mỗi khi thấy sân nhìn đó là quỳ sập hai cái chân xuống lại người. Cho con diệt tận lậu hoặc đi. À, sân si khởi lên là lậu hoặc, là ác pháp. Con diệt tận ác pháp đi, cứ lại đi. Mình lại người ta mình được phước. Thấy không? Đó là một sự tu tập, mà tu tập thì là có phước. Phước của sự tu tập. Chúng ta nhớ ha, con nói ba cái sự kiếm phước, ba sự kiếm phước. Nhất là phước bố thí nè. Thứ hai là phước và giới đức, mình giữ giới đức. Thứ ba là phước tu tập. Ba phước nghiệp sự. Thành ra khi mình thấy mình sân ở trong lòng, mình sai rồi, quỳ xuống lại cái kiếm lại phước ngon lành. Thấy không? Sao không chịu thực hành? Sướng quá. Kiếm phước quá dễ. Mà người ta không biết làm. Người ta không biết làm. Quỳ xuống lại kiếm phước. Và từ nay về sau, nói với cái đầu của mình, cái tâm của mình, phải nỗ lực. Quyết tâm. Quyết tâm đi. Sanh tử đang ở bên mình rồi. Dịch đang ở bên, tức là sanh tử đang ở bên. Tử thần đang ở bên rồi. Quyết tâm đi. Nỗ lực đi. Các vị xuống bếp làm việc nhớ nha. Phải giữ gìn mình, giữ gìn thân khẩu ý. Luôn nhớ ở trong đầu của mình. Định nói gì ra cũng suy nghĩ có đáng không? Có đáng không? Làm gì cũng vậy, nhớ mình quay về tự thân của mình. Tất cả những việc làm trên đời này không có gì quan trọng hết. Không có gì mà phải hơn thua với nhau, giận hờn nhau,
bực bội nhau, hiềm hận nhau. Không có gì mà phải ích kỷ lắm với nhau, không có gì. Những cái vô thường tạm bợ không mà, không có gì hết. Không có gì đáng bằng cái sự chứng đạt được lậu tận trong cuộc đời này. Thành ra không có hơn thua từng lời nói, không hơn thua trong từng cử chỉ, trong từng hành động, mà quay về giết phục tự thân của mình. Làm được không? Cố gắng ha. Nỗ lực ha, nỗ lực. Nỗ lực trong tịnh tu, nhiếp phục thân kiến, diệt tận thân kiến, diệt tận ái dục, lòng ái của mình đối với gia đình đó, ráng diệt tận. Rồi diệt tận nhiếp phục cái lòng sân của mình, nhiếp phục lòng sân của mình. Nguyễn Hồng nhớ nha, tập khí của cô cũng nóng nảy lắm, đúng không? Thành ra cố gắng phải thấy mình có sân, có bực bội gì đó, đi đến quỳ lại sám hối. Đừng có bị dính mắc vào trong cái tuổi tác. Hãy khởi cái lòng sân lên, dù bất cứ vị nào bao nhiêu tuổi không quan trọng. Đi đến trước vị đó, quỳ lại sám hối, phát lộ sám hối. Lo cho cái sự tu của mình chứ đâu phải bị dính mắc vào trong vấn đề tuổi tác, phải không? Cố gắng ha. Quyết tâm, quyết chí, nỗ lực, thực hành. Mà con thấy cái chương trình, kế hoạch của mình hay lắm. Nếu mà mình chuyên tu liên tục như vậy, chuyên tu lao tác làm liên tục như vậy, chắc chắn sẽ đắc quả. Quyết tâm, nỗ lực, pháp tu ở trong lòng bàn tay. Chừng nào người nào mà không gặp được chánh pháp thì là thiên nan hoạn nan. Đã gặp được chánh pháp thì pháp ở trong lòng bàn tay, sắc là thân, họ tử hình thức là tâm, rồi còn cái gì nữa, phải không? Thì pháp ở trong lòng bàn tay rồi, bây giờ tu là chỉ cần chuyên tâm nhìn vào trong những pháp này thôi. Chuyên tâm nhìn vào trong những pháp này, thấy dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ham sân si bản ngã gì sanh khởi, nó lò lên cái nào là bốc cái đó dục, lò lên nào bốc cái đó dục, bốc hết, dục hết, dục hết. Tới chừng nào hàng tồn kho trong này nó hết, nó đâu có lòi nữa, phải không? Phải không? Hàng tồn kho trong này nó hết rồi thì nó sẽ không lòi lên nữa. Và khi mình thấy nó không lòi lên nữa là biết rồi, xong việc. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm. Cần làm không? Sau đời sống này sẽ không còn một đời sống đau khổ nào cả. Hiểu được con đường tu, cách tu, pháp tu rồi, quan hỷ lắm. Thời Đức Phật, các vị chứng đắc quả, các thánh quả rất là nhiều, rất là mau lẹ. Cái quan trọng pháp tu, đường lối tu có đúng hay không? Mà khi đã gặp được pháp tu, đường lối tu đúng rồi, được một bậc thầy hướng dẫn cho mình rõ về pháp tu đó rồi, thì vấn đề còn lại là sự nỗ lực của tự thân thôi, sự tinh cần miên mật của tự thân thôi. Mình hiểu chỗ này không? Hiểu không? Tin không? Tin thì cố gắng ha. Đã gặp được đúng chánh pháp rồi thì đâu còn vấn đề nữa, đúng rồi không? Có pháp mà không có người giảng cho mình hiểu thì cũng bế tắc. Mà đi gặp sai pháp, gặp tà pháp thì cũng bế tắc. Bây giờ những cái vấn đề đó mình không có gặp phải nữa, những chướng ngại đó mình không gặp phải nữa. Vấn đề còn lại là tự thân của mình nỗ lực. Ngũ uẩn được hướng dẫn nhận diện rõ ràng, sáng tỏ rồi. Vấn đề còn lại là sự nỗ lực tu tập thôi. Quyết chí ha.